Có thể nói kết quả cuộc bầu cử năm 2024 giờ đây không chỉ là mối quan tâm của người dân Mỹ mà của cả các đồng minh đối tác và dĩ nhiên là cả các đối thủ, đặc biệt là Trung Quốc. Như chúng ta đã biết, thời gian qua, Mỹ và Trung Quốc liên tục xảy ra căng thẳng về các chính sách thương mại và thuế đối với hàng hóa. Vậy nên, việc Mỹ chọn ông Trump hay bà Kamala Harris đều khiến Trung Quốc phải đau đầu. Bài phát biểu quan trọng của bà Kamala Harris trước Đảng Dân Chủ Mỹ vừa qua đã thu hút sự chú ý của những người không có mặt tại hội trường ở Chicago, bao gồm các nhà hoạch định chính sách ở Bắc Kinh. Chính quyền của Chủ tịch Tập Cận Bình đã phân tích các tuyên bố và hồ sơ để tìm manh mối về lập trường của chính quyền bà Harris đối với mối quan hệ với Bắc Kinh và liệu điều đó có tốt hơn kịch bản ông Trump đắc cử lần nữa hay không. Zhao Minghao, giáo sư của Viện Nghiên cứu Quốc tế và Trung tâm Nghiên cứu Mỹ tại Đại học Fudan cho biết, ông Trump và bà Kamala Harris đều là hai lựa chọn không mang lại nhiều tích cực đối với Bắc Kinh. Cả hai đều coi Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh hoặc đối đầu. Trong khi bà Harris, thời điểm còn là nghị sĩ, đã đồng bảo trợ các dự án luật liên quan tới vấn đề nhân quyền ở Hồng Kông và Tân Cương, ông Trump phát động chiến tranh thương mại và cam kết tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc nếu đắc cử lần nữa. Bà Harris chỉ đề cập đến Trung Quốc một lần trong bài phát biểu tại Đại hội Đảng Dân Chủ, tuyên bố sẽ đảm bảo nước Mỹ chứ không phải là Trung Quốc sẽ giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh cho thế kỷ 21. Ngược lại, ông Trump đã đề cập đến Trung Quốc 14 lần tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng hòa vào tháng trước, bao gồm khẳng định rằng ông đã giữ Bắc Kinh ở thế bí trong suốt nhiệm kỳ Tổng thống trước và than thở về việc mất căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan, nơi mà ông tuyên bố cách nơi Trung Quốc sản xuất vũ khí hạt nhân 1 giờ. Trước khi trở thành Phó Tổng thống, bà Harris, người chưa bao giờ đến Trung Quốc, có tương đối ít kinh nghiệm về các vấn đề đối ngoại. Kể từ khi nhậm chức, bà đã công du 17 lần, bao gồm 4 lần đến thăm Đông Á, nơi mà bà đã có cuộc gặp ngắn với ông Tập Cận Bình tại Thái Lan vào năm 2022 và tiếp xúc Thủ tướng Lý Cường tại Jakarta vào năm ngoái. Hầu hết các học giả Trung Quốc cho biết điều quan trọng hơn thành tích của bà Harris là liệu bà có giữ lại các thành viên trong nhóm chính sách đối ngoại của ông Biden, chẳng hạn như Ngoại trưởng Antony Blinken, phó của ông là Kurt Campbell và Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan, cũng như các quan chức cấp cao khác có vai trò quan trọng trong các chính sách diều hâu đối với Trung Quốc. Sự không chắc chắn về đội ngũ của Phó Tổng thống Mỹ khiến không chỉ Bắc Kinh mà ngay cả các chuyên gia ở Washington phải vội vã tìm ra những ứng viên tiềm năng bà sẽ chọn cho các vị trí quan trọng trong khu vực, đặc biệt là Trung Quốc. Wang Chong, một chuyên gia về chính sách đối ngoại tại Đại học Nghiên cứu Quốc tế Chiết Giang cho biết, điều thực sự quan trọng là bà ấy tin tưởng ai vì bà ấy không phải là chuyên gia về các vấn đề đối ngoại. Ông cũng nói thêm rằng việc đề cử bà Harris là một bất ngờ đối với nhiều người ở Trung Quốc. Người bạn đồng hành của bà Harris, Phó tướng Tim Watt, có khả năng mang lại nét cá nhân hơn cho quan hệ song phương, một số nhà phân tích Trung Quốc cho biết. Tiếp nối về vấn đề căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc, trong khi ông Trump liên tục phát động chiến tranh thương mại và cam kết tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc nếu đắc cử lần nữa, thì Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, khi chính thức nhận đề cử ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ, bà đã đưa ra cam kết đanh thép rằng Mỹ sẽ thắng Trung Quốc trong cuộc đua thế kỷ thứ 21. Trước sự cam kết này, dư luận đồn đoán rằng nếu đắc cử, bà Harris có thể sẽ tiếp tục duy trì các chính sách đối phó với Trung Quốc của chính quyền ông Joe Biden. Điều này dường như đang đặt ra rủi ro lớn đối với phía Trung Quốc. Cụ thể, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cam kết nước Mỹ chứ không phải là Trung Quốc sẽ chiến thắng trong cuộc cạnh tranh thế kỷ 21 khi bà chính thức nhận đề cử ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ vào ngày 22 tháng 8 năm 2024 theo giờ địa phương. Đây là lần đầu tiên tại Mỹ một phụ nữ da màu và người Mỹ gốc Á được một chính đảng lớn đề cử để chạy đua vào Nhà Trắng. Bà Harris, 59 tuổi, người được đưa lên thay thế Tổng thống Mỹ Joe Biden sau khi ông quyết định rút khỏi cuộc đua. Con đường đưa tôi đến đây trong những tuần gần đây chắc chắn là điều bất ngờ, nhưng tôi không lạ gì những hành trình không tưởng. Trong bài phát biểu chấp nhận đề cử kéo dài gần 40 phút, khép lại Đại hội Dân Chủ kéo dài 4 ngày tại Chicago, bà Harris tập trung vào các chủ đề kinh tế và xã hội, bao gồm cơ hội gia tăng, an ninh kinh tế và quyền lựa chọn sinh sản cho tầng lớp trung lưu ở Mỹ.
Là người ủng hộ mạnh mẽ quyền tự do sinh sản trong thời gian ở Thượng viện, bà Harris đã nhắc lại cam kết của mình về vấn đề này, cho biết sẽ ký một dự luật hợp pháp hóa quyền phá thai thành luật nếu được Quốc hội thông qua. Bà Harris cũng trình bày một kế hoạch cho một nền kinh tế cơ hội tập trung vào việc tạo việc làm, chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng, nhà ở và bảo vệ an ninh xã hội. Bà cam kết sẽ làm việc với các doanh nghiệp nhỏ và các công ty Mỹ để giảm chi phí sinh hoạt và hỗ trợ các doanh nhân. Thường bị chỉ trích vì thiếu kinh nghiệm về chính sách đối ngoại, ứng cử viên của Đảng Dân Chủ tuyên bố Mỹ sẽ tăng cường chứ không từ bỏ vai trò lãnh đạo toàn cầu dưới chính quyền của bà. Bà Harris cho biết bà đã giúp chính quyền Tổng thống Biden huy động phản ứng toàn cầu với hơn 50 quốc gia để chống lại chiến dịch quân sự đặc biệt của Tổng thống Nga Putin, dự định tiếp tục viện trợ cho Ukraine và phối hợp với các đồng minh NATO nếu bà đắc cử vào tháng 11 năm 2024 tới. Bà cũng tuyên bố sẽ luôn bảo vệ quyền tự vệ của Israel và luôn đảm bảo rằng Israel có khả năng tự vệ. Bên cạnh đó, bà luôn nỗ lực để đảm bảo chấm dứt nỗi đau khổ ở Gaza và người dân Palestine có thể nhận được sự tôn trọng, an ninh, tự do và quyền tự quyết. Trong bài phát biểu nhận đề cử của mình, bà Harris chỉ trích đối thủ Đảng Cộng hòa Donald Trump, cảnh báo về những nguy hiểm trong nhiệm kỳ thứ hai của ông, nhắc lại vụ bạo loạn nhà Quốc hội hồi đầu năm 2021 và những rắc rối pháp lý mà ông Trump đang phải đối mặt. Dù Trung Quốc không được đề cập nổi bật trong bài phát biểu của bà Harris, nhưng đây được kỳ vọng sẽ là chủ đề chính trong các cuộc tranh luận sắp tới giữa bà và ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump. Cuộc tranh luận đầu tiên dự kiến diễn ra vào ngày 10 tháng 9 năm 2024. Văn kiện của Đảng Dân Chủ được công bố vào ngày 21 tháng 8 năm 2024 trước đại hội, không nêu rõ bất kỳ sự khác biệt nào giữa bà Harris và các chính sách của ông Biden liên quan đến Bắc Kinh. Tài liệu dài 91 trang này có ít hơn 2 trang về Trung Quốc, chỉ ra những đặc điểm quen thuộc trong chính sách của ông Biden, phối hợp chặt chẽ với các đồng minh để giải quyết cuộc cạnh tranh chiến lược gay gắt với Bắc Kinh, tiếp tục chống lại các hoạt động thương mại không công bằng của Trung Quốc, xây dựng cơ sở công nghiệp mạnh mẽ hơn của Mỹ, hợp tác với Trung Quốc khi có thể về khí hậu, fentanyl và trí tuệ nhân tạo, v.v. Có thể thấy sức nóng khủng khiếp của các cuộc đua bầu cử Mỹ đang lan rộng ra khắp thế giới. Những nhận thức và cơ hội đan xen phác họa nên một bức tranh phức tạp cho các quan chức Trung Quốc hậu bầu cử Tổng thống ở Mỹ. Bất kể là ai thắng, mối quan hệ cạnh tranh đối đầu và gây áp lực giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn còn đó. Vậy nên, rất khó để có thể đoán được kịch bản nào sẽ diễn ra. Tất cả có lẽ là phải nhờ tới thời gian trả lời. Trước Đại hội Đảng Dân Chủ, bà Kamala Harris đã nhận được 99% số phiếu bầu cử từ các đại biểu trong cuộc bỏ phiếu trực tuyến của Ủy ban Quốc gia Dân Chủ. Với chiến thắng áp đảo gần như tuyệt đối, bà Harris đã chính thức trở thành ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ. Là người phụ nữ da màu đầu tiên và người Mỹ gốc Á đầu tiên được một chính đảng lớn ở Mỹ đề cử trong lịch sử. Đại hội toàn quốc của Đảng Dân Chủ diễn ra trong 4 ngày ở thành phố Chicago với chủ đề bao trùm là vì người dân, vì tương lai chúng ta, với sự tham dự của 5 đến 7.000 đại biểu và đại biểu dự khuyết trên khắp nước Mỹ. Ngày thứ nhất của đại hội đã thể hiện sự tương phản giữa chính sách của cựu Tổng thống Donald Trump khi đặt cá nhân lên trước, trong khi Đảng Dân Chủ lại đang đấu tranh cho người dân Mỹ. Một loạt các nhân vật chủ chốt của Đảng Dân Chủ đã tham dự và phát biểu trong ngày đầu tiên của sự kiện, trong đó đáng chú ý nhất là Tổng thống Joe Biden. Tổng thống Biden đã nêu bật các thành tựu mà ông cùng Phó Tổng thống Kamala Harris đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời chỉ trích các chính sách và phát ngôn của ông Donald Trump, đồng thời gọi ông Trump là mối đe dọa đối với nền dân chủ Mỹ. Tổng thống Biden cũng ca ngợi bà Harris và đối tác tranh cử, Thượng nghị sĩ Tim Walz và cho rằng liên danh này sẽ mang lại nhiều điều tốt đẹp cho tương lai nước Mỹ. Tổng thống Biden nói, chúng tôi cần các bạn đi bỏ phiếu trong năm 2024, chúng tôi cần các bạn giúp giữ lại Thượng viện và giành lại Hạ viện. Và hơn hết, chúng tôi cần các bạn để đánh bại ông Donald Trump và bầu bà Kamala Harris và ông Tim Walz làm Tổng thống và Phó Tổng thống Mỹ. Họ sẽ tiếp tục đưa nước Mỹ tiến lên phía trước, tạo ra nhiều việc làm, bảo vệ công nhân, phát triển kinh tế và giảm chi phí cho các gia đình người dân Mỹ để họ có cuộc sống được dễ dàng hơn. Tham dự đại hội của Đảng Dân Chủ, hầu hết các đại biểu đều rất phấn khích trước việc Mỹ có thể sẽ có một nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử và điều quan trọng đó là thành viên của Đảng Dân Chủ.
Đây cũng là sự kiện nhằm củng cố đoàn kết nội bộ và truyền cảm hứng cho các đảng viên để hướng tới một chiến thắng trong ngày bầu cử vào tháng 11 năm 2024 tới. Đại biểu Audrey Blondin chia sẻ, chúng ta sẽ bầu ra nữ tổng thống đầu tiên của nước Mỹ, điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được chứng kiến trong suốt cuộc đời. Chính vì vậy, tôi rất vui và phấn khích. Tôi rất yêu quý Tổng thống Biden và điều ông làm là một quyết định khó khăn, nhưng ông đã đặt lợi ích của đất nước lên trên hết. Đó là điều đáng trân trọng. Chính vì điều đó mà chúng ta sẽ có một nữ tổng thống và tôi cho rằng Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ có một chiến thắng lớn và điều đó sẽ rất tuyệt vời. Trong khi đó, đại biểu Wendy Bloom nói, đây là lần đầu tiên tôi tham dự đại hội toàn quốc của Đảng Dân Chủ. Tôi là một nhà hoạt động của Đảng Dân Chủ ở bang California trong một thời gian dài. Tôi rất phấn khích khi có mặt tại đây ngày hôm nay cùng với các đại biểu khác nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với chiến dịch tranh cử của bà Kamala Harris. Chúng tôi hy vọng rằng bà Harris sẽ chiến thắng trong cuộc bầu cử năm nay. Chúng tôi tham dự đại hội để có cảm hứng và sau đó sẽ gõ cửa từng nhà, nói chuyện với người dân để đảm bảo chắc chắn rằng chúng tôi sẽ chiến thắng. Đại hội Đảng Dân Chủ sẽ tiếp tục diễn ra cho tới ngày 22 tháng 8 năm 2024 với các nội dung nhằm nêu bật tầm nhìn của cặp đôi Kamala Harris-Tim Walz và nỗ lực nhằm đấu tranh cho các quyền tự do của người dân Mỹ. Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ có bài phát biểu nhận đề cử của Đảng vào đêm cuối cùng của đại hội. Sau một loạt các cuộc thăm dò trước thềm đại hội toàn quốc của Đảng Dân Chủ tại Chicago, cho thấy bà Harris dường như đã định hình lại cuộc đua vào Nhà Trắng sau khi ứng cử viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump nhận được ủng hộ mạnh mẽ trong những tuần cuối cùng trước khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố rút khỏi cuộc đua. Tuy nhiên, nhóm vận động ủng hộ bà Harris đánh giá rằng các cuộc thăm dò này cho kết quả ít lạc quan hơn so với các cuộc khảo sát công khai. Ngày 19 tháng 8 năm 2024, người sáng lập Future Forward, một siêu ủy ban hành động chính trị PAC ủng hộ bà Kamala Harris tranh cử Tổng thống Mỹ, cho biết các cuộc thăm dò ý kiến do tổ chức này thực hiện cho kết quả ít lạc quan hơn so với các cuộc khảo sát công khai. Bà Harris đang dẫn đầu cho một cuộc thăm dò toàn quốc của tổ chức 538 với tỷ lệ ủng hộ 46,6% so với 43,8% dành cho ông Trump, đồng thời dẫn trước một số cuộc thăm dò tại các bang chiến địa. Trong khi đó, phát biểu tại một sự kiện do Viện Chính trị thuộc Đại học Chicago tổ chức, Chủ tịch Forward Future Chelsea Marklin cho biết siêu ủy ban này đã huy động được hàng trăm triệu đô la Mỹ ủng hộ bà Harris trong cuộc bầu cử tháng 11 năm 2024. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris phát biểu tại chiến dịch vận động tranh cử ở Rochester, Pennsylvania, Mỹ ngày 18 tháng 8 năm 2024. Một loạt cuộc thăm dò trước thềm đại hội toàn quốc của Đảng Dân Chủ tại Chicago cho thấy bà Harris đã định hình lại cuộc đua vào Nhà Trắng sau khi ứng viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump nhận được ủng hộ mạnh mẽ trong những tuần cuối cùng trước khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố rút khỏi cuộc đua. Theo đó, bà Harris đang dẫn đầu cho một cuộc thăm dò toàn quốc của tổ chức 538 với tỷ lệ ủng hộ 46,6% so với 43,8% dành cho ông Trump, đồng thời dẫn trước trong một số cuộc thăm dò tại các bang chiến địa. Trong khi đó, phát biểu tại một sự kiện do Viện Chính trị thuộc Đại học Chicago tổ chức, Chủ tịch Forward Future Chelsea Marklin cho biết siêu ủy ban này đã huy động được hàng trăm triệu đô la Mỹ ủng hộ bà Harris trong cuộc bầu cử tháng 11 năm 2024. Forward Future đã tiến hành một chiến dịch thăm dò rộng rãi, trong đó tạo ra hàng trăm quảng cáo cho chiến dịch tranh cử của bà Harris và khảo sát ý kiến của khoảng 375.000 người. Theo ông Marklin, hiện nhóm này còn ít nhất 250 triệu đô la Mỹ để chi tiêu thúc đẩy các kế hoạch vận động bầu cử. Ông Marklin cho biết Future Forward nhận thấy số lượng lớn cử tri ủng hộ bà Harris trong nhóm người trẻ tuổi thuộc cộng đồng da màu và đã mở rộng tới các bang thuộc vùng vành đai mặt trời như là Nevada, Arizona, Georgia, North Carolina, Pennsylvania, Wisconsin và Michigan. Theo ông Marklin, bà Harris phải giành chiến thắng ở một trong ba bang Pennsylvania, North Carolina hoặc Georgia để trở thành chủ nhân Nhà Trắng. Ông Marklin cũng cho rằng bà Harris cần đưa ra các đề xuất chính sách cụ thể hơn để thu hút các cử tri,
theo đó chú trọng giải quyết các mối quan tâm của công chúng. Có thể thấy gần vào những chặng cuối thì cuộc đua vào Nhà Trắng càng trở nên nóng bỏng. Chỉ mới ngày đầu tiên của Đại hội Toàn quốc, Đảng Dân Chủ đã cho đối thủ thấy khá rõ nét việc nội bộ luôn đồng tâm hiệp lực bảo vệ và ủng hộ cho Phó Tổng thống Kamala Harris. Tuy nhiên, không thể vì thế mà ngủ quên trên chiến thắng. Bà Harris cần phải luôn giữ cái đầu lạnh, phải cần đưa ra các đề xuất chính sách cụ thể, hiệu quả hơn nữa để tránh những rủi ro bất lợi cản bước và thu hút được các cử tri cho mình. Gia nhập cuộc đua vào Nhà Trắng muộn, nhưng Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đang giúp Đảng Dân Chủ lật ngược tình thế trước ứng viên Cộng hòa Donald Trump. Không chỉ thu hút được số lượng lớn người ủng hộ, bà Harris còn được nhiều nhân vật khét tiếng, tầm cỡ, hậu thuẫn. Một trong những người không thể không nhắc đến, Tổng thống Mỹ Joe Biden. Không chỉ âm thầm hỗ trợ, ông Biden còn công khai ra mặt vận động tranh cử cho bà Harris. Điển hình mới đây là cuộc meeting được tổ chức ngay ngoại ô Washington DC và cùng nhau công bố thỏa thuận lịch sử về giá thuốc. Cuộc meeting diễn ra để kỷ niệm thỏa thuận mới được chính quyền Biden công bố nhằm giảm giá của 10 loại thuốc kê đơn phổ biến cho hàng triệu người Mỹ. Mỹ đã thương lượng giảm giá của 10 loại thuốc kê đơn bán chạy nhất được Medicare sử dụng xuống tới 79%, hy vọng tiết kiệm được 6 tỷ đô la Mỹ trong năm đầu tiên. Các mức giá mới sẽ có hiệu lực vào năm 2026. Chính quyền hy vọng rằng việc tiết kiệm này sẽ làm dịu sự tức giận của người Mỹ về giá cả cao, một mối quan tâm hàng đầu khi bước vào cuộc bầu cử tổng thống tháng 11 năm 2024. Nhà Trắng cho biết khoảng 2.300 người đã tham dự buổi meeting tại Upper Marlboro, bang Maryland, một thành trì của Đảng Dân Chủ. Hơn cả việc thông báo chính sách, ông Biden đã lên tiếng ủng hộ phó tổng thống của mình và khiến đám đông đứng lên vỗ tay nhiều lần. Tổng thống Biden nói, tôi có một người cộng sự tuyệt vời trong những tiến bộ chúng tôi đã đạt được. Cô ấy sẽ trở thành một tổng thống tuyệt vời. Bà Harris đáp lại, có rất nhiều tình yêu trong phòng này dành cho tổng thống của chúng ta. Ít lãnh đạo nào trong quốc gia của chúng ta đã làm được nhiều hơn Joe Biden trên nhiều vấn đề, bao gồm mở rộng quyền tiếp cận chăm sóc sức khỏe, giá cả phải chăng. Hàng nghìn người đã xếp hàng dưới cái nóng mùa hè để có cơ hội thấy ông Biden và bà Harris phát biểu. Video trên mạng xã hội cho thấy hàng trăm người vẫn đang đứng xếp hàng khi địa điểm đã đạt công suất tối đa. Đây là sự kiện mới nhất trong một loạt các sự kiện mà bà Harris đã tổ chức, thu hút đông đảo người ủng hộ, đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý với nguồn năng lượng mới trong cuộc đua vào ghế tổng thống. Tuy nhiên, bà Harris phần lớn đã tránh trả lời các câu hỏi của truyền thông và chưa ngồi phỏng vấn kể từ khi trở thành ứng cử viên của đảng mình. Dữ liệu thăm dò ý kiến cho thấy sự nhiệt tình gia tăng từ những người ủng hộ bà. Một khảo sát gần đây của Cook Political Report cho thấy bà Harris đang thu hẹp khoảng cách thăm dò với cựu Tổng thống Donald Trump ở các bang Arizona, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin. Cử tri Vivian Strong đã chờ đợi 3 giờ để tham gia sự kiện ngày 16 tháng 8. Cô nói với BBC rằng cô hy vọng được tham gia vào một khoảnh khắc lịch sử. Cô nói, tôi cảm thấy có một cảm giác cấp bách để đảm bảo rằng bà ấy được bầu chọn. Tôi rất ghét phải có một chính quyền khác của người khác. Trước khi Tổng thống và Phó Tổng thống lên sân khấu, một số người ủng hộ đã dẫn dắt đám đông trong những tiếng hô từ Đại học Howard, trường đại học mà bà Harris đã theo học ở Washington DC. Nhiều người ủng hộ Phó Tổng thống đã mặc đồ màu hồng và xanh lá, màu sắc của hội Alpha Kappa Alpha, AKA, mà bà Harris là thành viên. Trong khi đó, phát biểu từ khu nghỉ dưỡng golf của mình ở Bedminster, ông Trump đã chỉ trích bà Harris trong suốt cuộc họp báo của ông, cuộc họp báo thứ hai trong hai tuần qua. Ông lập luận rằng ông có quyền tấn công cá nhân bà Harris và tập trung vào các chủ đề chính trong chiến dịch của ông, chỉ trích hồ sơ của bà về lạm phát, tội phạm và nhập cư. Ông đứng cạnh các mặt hàng thực phẩm thông thường với các biển báo cho thấy sự gia tăng chi phí trong những năm gần đây cho từng mặt hàng và đặt câu hỏi làm sao một gia đình có thể chi trả được điều đó. Lạm phát ở Mỹ đã tăng với tốc độ chậm nhất trong hơn 3 năm qua vào tháng trước, đánh dấu sự nhẹ nhõm cho người tiêu dùng. Lạm phát đã là một mối quan tâm tài chính hàng đầu đối với nhiều người Mỹ.
Ông Trump nói, bạn không cần phải tưởng tượng một chính quyền của Kamala Harris sẽ như thế nào, vì bạn đang sống trong cơn ác mộng đó ngay bây giờ. Ông chỉ trích cá nhân bà Harris và nói rằng ông có thể làm vậy vì người ta đã không tử tế với ông và muốn tống ông vào tù. Trước đó, các phương tiện truyền thông Mỹ đưa tin rằng cơ quan mật vụ sẽ bắt đầu sử dụng kính chống đạn để bảo vệ Trump mỗi khi ông phát biểu trên sân khấu tại các sự kiện tranh cử ngoài trời. Biện pháp này thường được thực hiện cho các tổng thống đương nhiệm, nhưng ngoại lệ đang được thực hiện sau vụ mưu sát nhằm vào cựu tổng thống vào tháng trước ở Pennsylvania. Cơ quan mật vụ đã từ chối bình luận về các thông tin này.